Hello anh em, lại là mình Nami đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến chùm cuối RTX 3070 đến từ nhà Asus. Và như các bạn có thể thấy thì trên tay mình đang là chiếc ROG Strix Gaming OC8GB. Và đây có thể nói là phiên bản cao cấp nhất của những chiếc RTX 3070 đến từ nhà Asus. Giá của bạn này thì rơi vào khoảng là 20.750.000 đồng, thực sự là khá chát. Và với cái mức giá này thì nó còn cao hơn cả 3080TUF nữa cơ. Thế nhưng mà với cái tình trạng là những chiếc 3080 vẫn bật vô âm tín, không biết là ngày nào sẽ có hàng, thì liệu rằng chúng ta có khi nào bí quá làm liều để mua những chiếc 3070 này thay thế hay không? Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi giải đáp nhé. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Nếu như các bạn quan tâm về thông số chi tiết của những chiếc 3070 thì có thể đọc bài viết ở dưới phần mô tả chúng mình có để link nhé. Còn về cơ bản, nếu như sức mạnh ở mức độ bình thường thì những chiếc 3070 sẽ có sức mạnh tối thiểu bằng với 2080Ti và nó sẽ mạnh hơn ở một số game. Còn nếu như về đồ họa hay là dựng phim ấy, thì chắc chắn rồi, 3070 sẽ vả sấp mặt 2080Ti một cách không thương tiếc luôn. Nên là những cái kỳ vọng về hiệu năng thì chắc chắn NVIDIA đã làm như đúng gì họ đã hứa. Ở đây có lẽ một lỗi một chút xíu nó về thật giá thành mà thôi. Tại Hà Nội Computer thì đã về hàng đủ 6 mã RTX 3070 của Asus, bao gồm có phiên bản Dual, TUF và Strix. Và mỗi phiên bản thì đều có bản OC và không OC. Giá rẻ nhất sẽ là chiếc Dual RTX 3070 8GB là 16 triệu đồng. Và cao nhất thì sẽ là chiếc Strix mà mình đang có trên tay đây với mức giá gần 21 triệu đồng. Và với cái mức giá này thì có thể nói là tạm ổn, cũng không hẳn là tốt, bởi lẽ thì vẫn đang tiệm cận với lại 3080. Tuy nhiên là giữa phiên bản đắt nhất so với phiên bản rẻ nhất thì là chênh lệch nhau khoảng 5 triệu đồng cơ. Và với cái mức tiền này thì nó sẽ đem lại cho các bạn những cái gì tinh túy nhất của Asus năm nay. Về thiết kế của Strix năm nay thì đã được Asus lột xác hoàn toàn. Ở đây thì chúng ta vẫn giữ tông nền đen là chủ đạo, nhưng mà được điểm xuyết thêm những cái đường kim loại ở phía đằng trước như thế này. Về quạt thì vẫn là công nghệ Asiotech thế hệ thứ 2, và quạt trung tâm thì sẽ vẫn quay ngược chiều so với hai quạt còn lại. Còn nếu nói về hiệu năng, mà chỉ nói về thiết kế thôi, thì bản thân mình thấy khá thích cái việc mà Asus năm nay thì đã sử dụng vòng để kết nối 3 chiếc quạt này lại với nhau. Cái điều này sẽ giúp cho quạt tránh bị gãy khi mà có một cái vật gì đó mà chẳng may va vào. Một điểm nữa về phần thiết kế mà mình muốn nhắc tới cho các bạn đó chính là về phía backplate đằng sau. Theo như Asus nói thì cái này được làm bằng hợp kim nhôm nhựa, nhưng mà cảm giác mà mình sờ vào này thì nó rất giống nhựa các bạn ạ. Và với 21 triệu để dành cho một chiếc backplate nhựa như thế này giống với lại RTX 3080 trên MSI. Nhưng mà thôi, cái phần backplate này có lẽ là mình sẽ để cái phần sau sẽ nói thêm cho các bạn. Bây giờ thì sẽ thử mở cạc ra xem như thế nào nhá. Mình thấy cái việc mà mở ra thì cũng khá đơn giản. Các bạn chỉ cần chuẩn bị cho mình một chiếc tua vít 6 cạnh như thế này và tháo thôi. À, hình như quên các bạn ạ, chưa giới thiệu về LED đúng không? Trời ơi, làm sao mà bỏ qua phần này được. Nhưng mà giải LED ở trên chiếc Strix này thì chủ yếu là tập trung vào phần phía trên như thế này. Mặc dù là hiệu ứng chuyển LED khá mượt và đa dạng thông qua phần mềm Armory Grade, nhưng mà mình thích hơn nếu như Asus sử dụng nguyên một thanh LED không che chắn gì, thay là việc có hàng chục cái đường sòng chéo trên bề mặt tấm LED như thế này. Và hy vọng là thế hệ sau thì họ sẽ làm cái phần LED này có thể tháo ra được để chúng ta có thể in hay là dán đề can như kiểu là hay làm với MacBook ấy. Còn bây giờ thì sẽ đến cái phần tháo gỡ backplate ra để xem nội thất bên trong nhá. Backplate sau khi tháo ra thì chúng ta có thể nhìn rõ hơn việc sử dụng chất liệu nhựa bên trong. Và khu vực đầu cốc nguồn thì cũng được khoét một lỗ nhỏ giúp gió thổi tản nhiệt thẳng ra sau đúng theo trend. Và sau khi mà tháo tản nhiệt ra thì mình cũng nhìn rõ hơn phía bên trong bo mạch chủ của Strix 3070. Các linh kiện nhìn chung được sắp xếp khá đẹp mắt. Ở đây thì cả sử dụng hai đầu nguồn 8 pin cùng với đó là 14 phrase 60A cấp điện cho GPU GA104. Xung quanh là 8 chip RAM của Samsung có dung lượng là 1GB mỗi chip. Asus thì có vẻ là nhận ra độ nặng của card nên họ làm thêm một tấm gia cố bằng kim loại để giữ cho card đỡ bị sệ. Nhưng mà dù có gia cố thế nào đi chăng nữa thì mình khuyên các bạn vẫn nên mua một cái đỡ card màn hình cho yên tâm. Phần tản nhiệt thì vẫn là đỉnh của chóp rồi, với 7 ống đồng và khu vực ốp vào GPU cũng như là VRAM được làm bóng loáng luôn, gần như là soi gương được này. Các phần tiếp xúc với tản nhiệt gồm có GPU, VRAM và VRM, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng thử nghiệm nó nhé. Mức xung ổn định trên chiếc RTX 3070 Strix này là 1995MHz và trong vài thời điểm thì nó có thể đạt tới là 2020MHz. Mức xung này thì cao hơn khoảng 80MHz so với con số là 1920MHz của bản Founder Edition. Và mức tiêu thụ điện thì đạt khoảng là 255W,
Nên là nếu mua 3070 thì các bạn nên sử dụng những bộ nguồn có công suất là 650W trở lên để đảm bảo an toàn cho bộ máy nhé. Nhưng điểm là mình ấn tượng nhất là nhiệt độ. Khi mà ASUS thì vẫn luôn giữ được mức nhiệt loanh quanh 60 độ C trên GPU và 55 độ C trên VRM kể cả khi mà đã tải tối đa trong thời gian dài. Mặc dù là mát như vậy nhưng mà quạt thì vẫn khá êm ái và tốc độ loanh quanh là 1600 vòng trên phút và chỉ nghe thấy tiếng ồn khi mà dí sát tai vào mà thôi. Do đây là phiên bản tốt nhất của ASUS 3070, thế nên là mình cũng sẽ thử vọc vạch xem ép xung như làm sao. Và mức xung ổn định đạt mức là 2085MHz, tức là thêm được 100MHz và hiệu năng thì chênh lệch trong benchmark là khoảng 3%. Với cái mức giá gần 21 triệu đồng, tức là tiệm cận với những mẫu RTX 3080 khác thì có lẽ là RTX 3070 Strix sẽ không phải là mẫu cả RTX 3070 có cái mức hiệu năng trên giá thành tốt nhất. Chắc là phải nhường dành cho những chiếc Duo hay là T-Web. Tuy nhiên, bù lại vào đó thì các bạn sẽ được sở hữu một chiếc card có mức xung cao, rồi thiết kế đẹp và những cái công nghệ gì tốt nhất của ASUS năm nay tích hợp vào đây. Chắc chắn là sẽ không thể nào không kể đến được cái mức nhiệt mát mẻ cũng như là vẫn giữ được cái sự êm ái cần thiết khi mà sử dụng. Và bên cạnh đó thì những cái thông tin về những mẫu card RTX 3080 các bạn cũng biết rồi đó. Bật vô âm tín không biết là khi nào sẽ về. Thế nên là mình nghĩ là tại thời điểm hiện tại thì thay thế những mẫu 3080 bằng chiếc RTX 3070 Strix này có lẽ sẽ ok hơn, bởi lẽ là hàng của chúng ta thì đã ổn định rồi. Còn thôi, phần cuối thì chắc là mình sẽ xin phép dành lại cho tất cả các bạn khán giả. Các bạn nghĩ sao về em này? Có những cái đánh giá bình luận gì thì hãy cùng để lại nhận xét xuống phía comment cho mình biết với nhé. Còn bây giờ đã xem tới đây rồi thì cũng đừng ngần ngại để lại một like, share cũng như là subscribe kênh và nhấn quả chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào tiếp theo của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì Nami xin phép xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!